đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh trong nhà. Theo đó, trong lúc to tiếng, người chồng Xô Hậu Phi đập đầu vào cửa khiến người phụ nữ ngay lập tức ngã sõng soài dưới đất, bất tỉnh. Hai đứa con nhỏ chứng kiến sự việc tỏ ra ngại hãi, liên tục gào khóc, thậm chí bám chân bố. Người đàn ông không vì thế mà hoàn thành hành động bạo lực. Anh ta tiếp tục kéo lê người hậu phi ra hẳn ngoài cửa và đá chân vào cơ thể của cô. Chồng đánh hậu phi bất tỉnh nhân sự, kéo lê ra ngoài cửa trước mặt hai con nhỏ gây căm thù. Hành xử vũ phu của người đàn ông đang khiến dân mạng vô cùng căm thù. Nhiều bình luận kịch liệt chỉ trích. Được biết sự việc này xảy ra ở Trung Quốc. Dã man quá, đánh hậu phi bất tỉnh nhân sự thế kia mà không mảy may lúng túng hay tỉnh ngộ. Càng về sau, càng có những hành động ngại tởm hơn. Thành viên Thuận Nguyễn bày tỏ. Nhìn hai đứa nhỏ mà xót vô cùng. Hành hạ hậu phi trước mặt con nhỏ, anh ta có xứng làm chồng, làm bố nữa hay không? Một dân mạng khác gay gắt.